Chào mọi người, mình là Trung bên kênh Cần Câu Nhật Bản. Mọi người đây tiếp tục quay cần câu để cho mọi người lựa này. Đấy. Đấy, đầu tiên là cái cần này. Này cần này thì giờ hãng gì tem thì mình không thấy rồi nhé. Cái nào mà mình thấy tem hãng thì mình sẽ đọc cho mọi người, còn không thấy thì thôi nha mọi người. Đấy, cây này thì cũng nội địa Nhật đây, nội địa Nhật, chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây này thì khoảng 80% trở lên. Hình cây này khoảng 80% trở lên. Bát Fuji FS7 này, dàn fan này. Đấy. Có một cái bể, có những cái bể nứt nứt mất đá rồi nha mọi người. Đấy. Đấy. Đây cũng nứt này, nứt dưới này, nứt dưới này. Đấy. Nứt khá là nhiều nha. Đọt này. 1 2 3 4 5 6 lóng tất cả nha mọi người, 6 lóng tất cả. 6 lóng. Cái này dài 5,4 m, thu vào là 1,1 m, đường kính đột đỉnh của nó là không là 2 ly, cân nặng là 440 g. Đấy. Giá tiền của nó 140 nghìn. Số 1 140 nghìn nha mọi người. Tiếp theo, cây số 2 là một cây cần Shimano. Shimano. Đấy. Cần này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng cỡ 70-75%. Phèn rớt đá luôn này. Đấy. Nó nứt rồi, nó nứt cái vành, nó rớt đá ra nha mọi người. Đây. Cái nhắc đại vào đây rồi. Nó tục. Những cái phèn này thì mình khuyên mọi người về thay luôn đi. Thay luôn đi cho nó ngon nhé. Cần thì còn rất ngon. Đó. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, cả 3 lóng thôi. Cần này thì dài 3 m, thu vào 1,09 m, đường kính đột đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 240 g. Giá cây cần số 2 này số 2 150 số 2 150. Tiếp theo số 3. Số 3 là một cái cần này. Vậy gì thì đấy. Cái cần này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 75-80%. Đấy, dòng phan này. Đấy, cái đầu bu nó trên này nó còn cái chụp của đầu bu nha mọi người. Trong cái chụp đầu bu chẳng qua là cái khuyên này này. Cái khuyên này nó mất rồi. Nên mình phải quấn cái băng keo vẫn khỏi tục luôn mấy cái khuyên này ra nhé. Đấy. Đấy. Nhưng mà cái đầu thì đọt vẫn còn nguyên, nó không có bị gãy. 1 2 3 đọt tất cả nhé. 3 đọt. Cái cần này dài 3 m, thu vào 1,1 m, đường kính đột đỉnh là 3 ly, cân nặng là 220 g. Giá cây số 3 này là 130 nghìn. Số 3 130 nghìn. Tiếp theo số 4. Số 4 là một cây cần phíp hiệu Fuji Rosa này. Đấy. Cần này thì ngoại hình của nó khoảng 85-90%. Đấy. Còn phan này, nứt này. Nứt này. Đấy, còn đá nhưng mà mấy cái bị nứt bể luôn nha mọi người. Đấy. 1 2 3 bốn đoạn nha mọi người, bốn đoạn nha mọi người. Đấy, cần là dài 3,6 m, thu vào 1,03 m, đường kính đột đỉnh là 2,4 ly, cân nặng là 320 g. Cái cần là cây số 4, giá 200.
theo là cây cần số 5. Số 5 là một cây cần Phíp hiệu Olympic cho mọi người. Phíp hiệu Olympic. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng cỡ 85-90%. Đấy. Dòng phan này mất đá, này. Đấy, nứt, này. Đấy. Nay về thay phan mọi người. Ồ. Cái độc của nó mình cầm nó chỗ này nó bị nứt này, nó gãy mất cái phan ngay chỗ này nha mọi người. Nó gãy mất cái phan ngay chỗ này. Để mình lấy băng keo mình quấn cái đọt mà để cho mọi người về, mọi người bỏ cái này ra, mọi người gắn vô lại nhé. Đấy. Mình uống cái đọt thử cho mọi người coi. Đấy. Quấn cái găm là nó bị nứt sẵn rồi nên là mình rờ vào nó rớt luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, lóng tất cả rồi, Đấy. Cây này thì dài 4,4 m, thu vào 1,17 m, đường kính đột đỉnh là 1,5 ly, cân nặng là 340 g. Giá tiền cây số 5. Số 5 này 140.000. 540.000 nha mọi người. Tiếp theo số 6. Số 6 đây, cây cần này. Chất liệu là Phíp nha mọi người. Ngoại hình của cây cần này khoảng 80%, 80-85% đấy. 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 1 2 3. Nó có 3 đoạn tất cả nha, 3 đoạn tất cả. Cây này chất liệu là Phíp thôi. Dài 2,7 m, thu vào 99 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,3 ly, cân nặng là 180 g. Đấy. Cái này cây số 6, 190.000. Dòng phan còn ok nha mọi người, phan còn ok. Đấy. Tiếp theo số 7, lại tiếp tục là một cây cần Shimano. Cần Shimano nha mọi người. Shimano. Cần này chất liệu là Phíp. Ngoại hình của cái cần này thì 85-90%. Đấy. Này, khoan nó bị nứt này, thành ra người ta dán keo rồi này, thấy chưa? Khoan người ta nứt, người ta dán keo lại, cái này mất đá luôn. Đấy, về thay cái khoan này đi. Này, 1 2 3 đoạn tất cả nha mọi người, 3 đoạn. Cần này dài 2,7 m, thu vào 99 cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,4 ly, cân nặng là 240 g. Cây này cây số 7, 100.000. Số 7, 100.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 8. Số 8 là cây cần này. Đấy. Cái này là China xuất nhập nha mọi người. China xuất nhập. Cái cần này thì chất liệu là Phíp. Ngoại hình của nó khoảng 80%. Đây, dàn phan của nó. Phan của nó chỉ bị bẩn thôi nha mọi người. Bị bẩn thôi. Nó bị bẩn thôi. Nó dính bụi bẩn đồ đây thôi. Chứ còn đá đồ vẫn còn nguyên nhé. Đấy. Này chất liệu Phíp nha mọi người. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng tất cả rồi, 3 lóng. Cần là dài 29, thu vào 1,1 m, đường kính đột đỉnh là 2,1 ly, cân nặng là 240 g. Cái cần này cây số 8, 200. Tiếp theo số 9. Chính là một cây cần gì đây,
Azuma gì đây, nội địa. Cái càng này chất liệu là phíp nha mọi người. Ngoại hình của cái càng này khoảng 85%. Đấy. Cái dàn phan của nó này. Phan này bị nứt này. Phan này thì cũng nứt dưới này. Phan này thì thấy còn. Đấy, phan này còn sao, chưa nứt này. Đấy. Còn phan này thì mắc đá với nứt luôn rồi. Đấy, về thay phan rất là khỏe. 1, 2, 3 đoạn luôn. 3 đoạn. Cái càng này dài 2m7. Thu vào 1 mét, đường kính đục đỉnh là 2,2 ly, cân nặng là 240g. Đây, cái này 120. Cái số 9. Này, cái đít của hắn bị mắc cái nắp đại rồi nha mọi người. Đít của hắn bị mắc cái nắp đại thôi. Đây, 120.000. Tiếp theo càng này là Uban nha mọi người. Càng này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái càng này khoảng 85-90%. Càng phan này, phan kim loại thì ok luôn. Đấy, cái này thì ba lóng tất cả. Đây là dài 2m1, thu vào là 79cm, đường kính đục đỉnh 24 ly, cân nặng 180g, giá tiền của nó 130.000. Số 10. 130.000. Số 11. 11 là một cây cần như thế. Đây. Cây cần này thì phíp thôi nha mọi người, phíp với lại sợi thủy tinh. Cái này ngoại hình của nó 90-95% mọi người, rất là mới. Đây. Dàn phan của nó đá còn nha mọi người, đá còn, hơi dỉ thôi. Đá là còn này. Một, hai, ba, bốn lóng tất cả, bốn lóng, bát thường này. Cái này dài 3m3, thu vào 97cm, đường kính đục đỉnh của nó là 2,3 ly, cân nặng là 310g. Cái này cái số 11, 220.000. Tiếp theo cây số 12 là đây này. Đấy. Olympic nha mọi người, cần Olympic. Đấy, cây này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó thì khoảng 90-95%. Đấy, phan này nứt này. Đấy. Một cái phan này nứt hay sao, cái phan này còn. Đấy. Một, hai, ba, nó cũng có ba lóng rồi, ba lóng. Bát nhựa vặn nữa nhé. Cái này dài 2m4, thu vào là 90cm, đường kính đục đỉnh của nó là 2,1 ly, cân nặng 220g. Cái này giá 200. Này cây số 12, 200. Tiếp theo cây số 13. Số 13 là cái cần Shimano. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của nó thì 90% trở lên. Đấy, 90% trở lên. Dàn phan này nứt này, nhưng mà nó còn đá, về một người dán cái OB vào đây là xong rồi. Đấy, nứt này. Hàng này thì đọt thì tương đối nha mọi người. Đấy, đọt cỡ vừa chứ không cứng lắm, cũng không mềm lắm. Đấy. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng, sáu lóng, bảy lóng tất cả mọi người, bảy lóng. Đấy. Bát thì bát thường thôi. Cái
Cây này dài 59, thu vào 1 mét, đường kính đột đỉnh là 1,7 ly, cân nặng là 520 gram, giá tiền là cây số 13, 270. 13, 270. Cây số 14. 14 là một cây cần của Kingston. Cái cần này chất liệu là phíp, nhưng mà ngoại hình của cây này thì khoảng 95% rồi đây. Rất đẹp. Đây, dàn phan này. Đấy, cái này nó méo xíu, mình phải bẻ tí là nó ra, nhưng mà méo tí thôi không sao hết. Đây, phan. Ok nha mọi người, phan đá đít còn ok. Đây, nó có 3 lóng thế này thôi, 3 lóng. Đấy. Đó, khá là chắc chắn, bát thường này. Cần này dài 3 mét, thu vào 1m09, đường kính đột đỉnh của nó là 2,8 ly, cân nặng là 200, cân nặng 200 gram. Đây. Cái này cây số 14. Giá 240. Vốn 240 nhưng rồi. Tiếp theo là cây cần số 15. 15 cũng là một cái cần kim tên luôn. Cần này chất liệu là phíp, ngoại hình của cái cần này khoảng 90%, nhưng mà chỗ này dính xí keo thôi nè. 90-95% dính xí keo thôi, một người về lau lấy dầu lau đi cái là nó sạch nhé. Đây. Cây này thì đây khoan. Cũng có nứt cho nứt đây. Mọi người về dán keo rồi lại. Đấy. Đọc rồi. Đọc cái này thì mềm hơn cái lúc nãy. Đấy. Cái này dài 2m4, thu vào 89cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,5 ly, cân nặng là 120g. Cây này 180.000, cây số 15. 180.000. Tiếp theo, cây số 16 là một cây cần phíp. Một cây cần phíp, đây hẳn đây. Cây này ngoại hình của nó 90% trở lên nha mọi người, dạng phan này. Phan còn đẹp ok luôn. Cây này phải 95% nhưng mà 90 bắt vặn này. Đấy. Cây này dài 1m8, thu vào 99cm, đường kính đột đỉnh 2,5 ly, cân nặng là 140g. Đây giá tiền 150.000. Cây số 16. 150.000. 150.000 nha mọi người, 16 150.000. À, quay. Để mình uống cái đọt cây số 16 này cho mọi người chứ. Đấy. Tiếp theo, cây số 17. 17 là một cây cần Olympic. Đây, cần Olympic nha mọi người. Đấy, Olympic cần này thì chất liệu là phíp thôi. Ngoại hình của cây cần này khoảng 90-95%. Đấy, 90-95%. Đọc này. 1, 2, 3. Nó có tất cả 3 lóng nha mọi người. 3 lóng. Đây, chỗ này nó dính keo thôi nha mọi người. Dính keo thôi. Mọi người về lau rửa là nó sạch thôi. Dính keo thôi nhé. Đây. Bát nhựa này, bát nhựa vặn này. Đấy, cái cần này dài 21, thu vào là 79cm, đường kính đột đỉnh của nó là 2,2 ly, cân nặng là 200g. Cái này giá cái này cái số 17. Cái giá 150.000. 150.000. Tiếp theo. Tiếp theo là cây số 18 này. Hiệu này đây. Cây này thì chất liệu là phíp, ngoại hình của cây này thì 95% trở lên. Đấy, phan còn đẹp mới như chưa dùng luôn. Đấy. Abu. Đấy, 1 2 3 đoạn. Còn 3 đoạn tất cả nha. Bát thường này. Cây này dài 24, thu vào 87cm, đường kính đột đỉnh là 2,5 ly, cân nặng là 140g. Cây này cây số 18 180.000. 18 180.000. Tiếp theo là cây số 19. Số 19 đây. Cây này thì
chất liệu là phít nha mọi người. Ngoại hình của cây này 90 đến 95%. Đấy. Dàn phan này. Ok. Hàng kim loại rất vững chắc, đá thì ok luôn, không nứt luôn. Một. Đọt này. Một đọt, hai đọt, ba đọt, bốn đọt tất cả mọi người, bốn đọt tất cả. Bốn đọt tất cả. Cái cần là dài 3.6 m, thu vào 1 m, đường kính đột đỉnh là 2.9 ly, cân nặng là 240 g. Cây này cây số 19, giá 220 nghìn, 19 220 nghìn mọi người. Tiếp theo số 20 là một cây cần Daiwa. Số 20 là cây cần Daiwa nha mọi người. Đấy, cây này chất liệu là phíp thôi. Ngoại hình của cây cần này thì khoảng 95%. Đấy, 95%. Đây, thọc của nó nè mọi người này. Đấy, cho mọi người coi dàn phan. Đấy, phan thì nứt này, nứt ngoài mắt này. Những cái này thì mọi người về thay đi nhé. Đấy. Hình như còn được cái này cũng đứt, hình như còn được cái phan này. Đấy, đọc biết còn ok nha mọi người. 1, 2, 2 đọt, 3 đọt. Đấy, tất cả là 3 đọt, 3 đọt. Cái cần này thì size nhỏ nhỏ thế này thôi, cầm rất là gọn nhẹ nhé. Nó dài 24 này, thu vào là 86 cm, đường kính đọc đỉnh là 0.9 ly, cân nặng là 80 g. Đấy, 80 g. Cái này cây số 20, giá 100. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mình hôm nay thì có 20 số đấy. Mọi người mua hàng thì liên hệ cho mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng. Mọi người mua hàng thì mình sẽ ship code. Và đơn hàng từ 200 ngàn trở lên mình mới ship cho mọi người. Còn vấn đề nữa là lúc mọi người nhận hàng á, trước khi nhận hàng bắt buộc mọi người phải mở ra kiểm tra kỹ lưỡng cho mọi người. Đấy, xem có sai sót hay nhầm lẫn gì không, hoặc là quá trình vận chuyển bị bể vỡ gì đó, thì mọi người phải liên hệ trực tiếp với mình để mình liên hệ đến bọn mình để bọn mình giải quyết ngay lúc đó luôn nha mọi người. Mình sẽ không chấp nhận giải quyết những trường hợp mà nhận hàng xong rồi mới báo cho mình. Đấy, mình sẽ không giải quyết bất kỳ một trường hợp nào hết, cho dù khách quan hay không quan mình cũng sẽ không giải quyết nha mọi người. Đấy, mong mọi người thông cảm.